Anh em nghĩ thế nào khi chúng ta bước vào một nhà thờ hay bước vào trong một cái hội thánh? Chúng ta nghe nói rằng cái hội thánh đó, cái ông mục sư đó, cái nhóm đó là những cái nhóm tham tiền, bè phái, sẽ làm mà chúng ta rất là đau lòng, phải không? Chúng ta nhìn vào hội thánh, chúng ta không còn có một chút nào hy vọng, không còn có một chút nào cái niềm tin nơi Chúa nữa. Và điều này đã làm cho rất nhiều người thối lui nản lòng mà họ muốn bỏ cuộc, không muốn đi thờ phụng. Nhưng nếu chúng ta sinh hoạt trong một cái hội thánh, một cái nhà thờ, mà nơi đó là người hầu việc Chúa, là người ngay thẳng, là một người trọn vẹn, là một người sống đẹp lòng Chúa, anh em cảm thấy mình như thế nào? Mình rất là hạnh phúc, phải không? Vì cảm ơn Chúa, vì Chúa cho chúng ta sinh hoạt ở một cái nơi mà tôi tớ của Chúa là một người ngay thẳng.